Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về game Summer War Lost Centuria. Trước khi nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Tiếp tục là về quay tiếp tục đến cái công thành chiến tiếp. Một phần là để đánh nốt cho xong chế độ, cái thứ hai là để đi kiếm thêm sách để hiệu triệu tướng. Thì ở đây ta sẽ vào đến chương số 4 là doanh trại của Hanaken. Thì ở trong chương này ở đây địch sẽ có hiệu ứng là như sau. Ở trong này nó sẽ có hiệu ứng là gây phát tán sát thương, giảm đép, khắc dấu lên đối thủ dẫn đầu. Thì cái này cái hiệu ứng này thì quen thuộc rồi, biểu tượng này những con đam đơn dùng rất là nhiều. Thì để khắc chế nó có thể xóa hiệu ứng này đi. Thì xóa hiệu ứng này đi thì đây có mấy trường hợp, ví dụ như có thể đề xuất mình dùng con Elucia vừa hồi phục máu vừa xóa hiệu ứng bất lợi. Không thì dùng cái con Mark này để di chuyển vị trí đi tí cũng được. Còn không thì ta có thể dùng con Mikene để xóa hiệu ứng bất lợi. Thì ở đây mình có thấy con Mikene là một những con hiệu quả nhất thì dùng con Mikene. Ở đây mình sẽ ra thay lại đồ một tí xíu nhé. Ở đây mình dùng con Mikene mình sẽ hoán đổi một tí ra. Ở đây mình sẽ hoán đổi xét con nào bây giờ nhỉ? Đây hoán đổi thằng con này sang đi. Ngoài ra mình sẽ dùng thêm một con nữa để phòng bị, ở đây là con này. Một con tướng khá mới đợt gần đây. Con này cũng xóa hiệu ứng được. Này nhận thêm tí quà ở đây. Con này trước mình mới hiệu triệu thêm được viên đá sao nhỉ? Đây mới hiệu triệu thêm được viên đá loại bỏ thêm hiệu ứng có hại đồng minh này. Trang bị vào nhé. Tiếp tục mình hoán đổi xét con này cũng không gây sát thương, chủ yếu là lấy nó xóa hiệu ứng thôi. Để thay thế con nào cùi cùi thì thay thế đi. Rồi lấy tạm ở bên con chim ra. Thật ra con này cũng không cần set đam, chỉ cần lắp tạm cho nó có set thôi. Con nên bảo kê thêm chút nữa, nếu bảo kê thêm chút nữa thì dùng thêm con Gosa nữa. Gosa để bảo kê thêm tí để phòng trường để phủ đầu hiệu ứng trước. Để nó không cái hiệu ứng bất lợi sang được. Gosa dùng set HP con này sang. Rồi, đây là ba con tướng sẽ sử dụng trong cái trận đấu này nhé. Còn những con khác thì vẫn lấy con đam thôi. Rồi quay đây, bắt đầu xông vào tấn công này. Mình sẽ chỉnh sửa đội hình một chút xíu nhé. Mình sẽ cho con Mikene vào này. Mình cho tiếp con Gosha vào này. Và cuối cùng là con Ariel này. Còn tướng thì không, có lẽ nên dùng con Shige thay cho con Ata. Ata chém đường mục tiêu đánh lâu ấy. Dùng Shige chém tất cả mục tiêu nhanh hơn. Thế cô gái Trung Hoa ngộ không? Nói chung mình nghĩ dàn tướng này khá là mạnh đấy. Ở đây phép bổ trợ có thể dùng transfer, sát thương nối tiếp, tốc độ. Phép bổ trợ có phép nào hoành tráng không nhỉ? Thôi xếp phép bổ trợ dùng như vậy cũng được. Rồi ok, xong vào đánh nhé. Mấy cửa đầu thường sẽ dễ, chỉ khó mấy cửa về sau thôi. Đi thuận lợi rồi thêm mấy chục quyển sách nữa. Rồi đi gacha tướng tiếp. Mấy cửa đầu nó khá là yếu nên nó chết rất nhanh thôi. Shige chém rồi. Orochi tấn công rồi, mấy cửa đầu đánh chắc chả chết đâu. Cái phân thân của Ngộ Không sẽ cản bớt cái con đam đơn nhé. Nên mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Để tận dụng cái phân thân Ngộ Không nữa. Gosha bút thêm khiên. Nó sẽ phân thân sẽ cản bớt. Phân thân Ngộ Không cũng là khắc tinh ở mấy hiệu ứng này. Con Bell tấn công sắp tất cả mục tiêu đi. Để dùng cô gái Trung Hoa kết liễu đi. Cô gái Trung Hoa kết liễu nhé. Cửa đầu tiên nó khá là yếu, kết liễu nhanh thôi. Mấy cửa này đánh không cẩn thận có thể đá phát chết cả hàng ấy nhé. Cũng nguy hiểm phết đấy. Đây địch nó đang, mình đang khống chế được nó thì đơn giản đấy. Để cửa đầu khởi đầu nhẹ nhàng một chút, mấy cửa sau sẽ khó dần đấy. Nhận 3 quyển sách. Tiếp tục đến trận số 2 nhé. Mấy trận cuối đấy không cẩn thận có thể đá phát chết luôn một hàng trước ấy nhé. Nguy hiểm lắm. Mikene xoáy bất lợi đi. Nó vẫn đánh trúng.
Sige tấn công nè, chặn hồi phục và tấn công nè, rất hợp đánh con Magaron. Bell gây sát thương tất cả mục tiêu nè. Bell tiếp nè. Cái phân thân của không sẽ hứng cái sát thương lan rồi, nên không sợ. Orochi tấn công đây nè. Go xa phòng thủ, chưa kịp phòng thủ đã chết luôn rồi. Mấy cái đầu đó yếu đánh thường cũng chết. Giờ thêm 3 quyển sách nữa. Tôi đến cửa số 3 này. Thường một nhịp đánh sẽ có 3 lần gây ra hiệu ứng này nhé. Mình cứ sống sót qua 3 lần là được. Còn nếu may mắn thì kết liễu địch trước khi ra hết 3 lần. Mikene xoay bất lợi nè. Thì nó không gây sát thương lan được nữa. Cái phân thân ngộ không giờ sẽ cản trở bất địch rồi. Cô gái xung quanh tập kết liễu hàng trước nè. Go xa búc cái khiên cho yên tâm nè. Orochi kết liễu địch nè. Cái phân thân ngộ không tiếp tục hứng tiếp hiệu ứng của địch nên không sợ. Nói chung ngộ không rất lợi những cái cửa liên quan đến đam đơn này. Mikene tiếp tục gây hiệu ứng tiếp mà. Gây thêm cái khiên chiến dịch để phòng hiệu ứng bất lợi của địch. Ngộ không kết liễu thêm một con đi để tạo thêm cái phân thân. Để cái phân thân ra nó hứng hiệu ứng của địch là coi như ok win. Cái phân thân ra sẽ cản cái hiệu ứng của địch. Sige chém chết một con rồi. Tăng tốc độ lên chuẩn bị cái liễu nước của Sophia này. Cô gái Trung Hoa cái liễu Sophia này. Tiếp tục đến cửa số 4. Sát thương đối tiếp nè. Cái phân thân ngộ không sẽ cảm bất định. À chưa có phân thân, à có phân thân rồi, có phân thân rồi, không sợ. Mikene xoáy bất lợi luôn á. Ngộ không đập chết con Mikene đi. Để tăng thêm cái phân thân. Nhiều phân thân thì chả sợ sát thương đối tiếp đâu. Cô gái Trung Hoa cái liễu hàng trước đi. Cái giết chết một con là ngộ không giết con nào tạo phân thân chỗ đấy. Nó sẽ rất là lợi thế cho mình cái cửa này. Orochi tấn công nè, phân thân sẽ hứng hết cái sát thương nối tiếp thôi. Cô gái Trung Hoa cái liễu một con này. Go xa búc khiên nè. Búc khiên là an toàn. Đó, cái phần thân nó hứng trọn luôn rồi. Nhận thêm tí phần thưởng thu thập nhé. Này thêm 3 quyển sách nữa. Tôi đến cửa số 5 nhé. Hiệu ứng cơ bản vẫn thế nhé, chẳng qua nó kho nó kiểu nó trâu bò thôi.
Orochi tấn công. Phân thân ra sẽ cảm chứ. Homikene xóa được bất lợi luôn đi. Này để có thể cái hiệu ứng bảo hộ nhé. Kiểu không không chết luôn. Nhưng không sao cả. Gosa búc khiên tiếp đi, phòng bất chắc. Ngộ không có đập chết con tướng tạo thành phân thân cho yên tâm. Phân thân ra tiếp đấy ạ, là an toàn. Đã có miễn dịch thì không bị chặn hồi phục. Tăng tốc độ đi. Cô gái Trung Hoa kết liễu hàng trước nè. Phân thân sẽ hứng chọn sát thương nối tiếp rồi. À sát thương lan rồi nên không sợ. Si ghê kết liễu của con rồi. Orochi tấn công nè. Xóa hướng bất lợi luôn nè. Có như yên tâm rồi đấy. Sát thương nối tiếp lên tí cho vui. Nói chung cửa này vẫn dễ hơn cái chế độ các chương trước. Tại vì các bạn có thể, mình có nhiều giải pháp để xử lý. Có thể dùng phân thân, có thể dùng xóa hiệu ứng, có thể búp khiên miễn dịch cái thứ. Nó có nhiều sự lựa chọn để xử lý hơn. Tiếp tục đến cửa tiếp theo nè. Nói chung chỉ sợ các hiệu ứng màu tím là không xóa được thôi. Còn những hiệu ứng màu đỏ có thể nhiều giải pháp để xóa đó. Thậm chí cái này có thể dùng luôn con tướng mà thời điểm mình quay video này mới ra là con Zeljun ấy. Cái con Zeljun ấy. Là con đấy có khả năng là nó có cái khả năng là nó sẽ trục xuất cái con đầu tiên đi. Thì lập tức mình không bị sát thương lan luôn. Để cho Shige cái liễu của con sớm nhỉ. Si ghê chất liễu nhanh con tạo phân thân luôn nè. Bèo tấn công xuống nè. Cái phân thân còn thì không lo. Cô gái Trung Hoa kết liễu tiếp mấy con hàng trước nè. Orochi tấn công tiếp rồi. Nó chém chết phân thân rồi. Chuyển ngược hướng bất lợi cho địch rồi. Đấy cũng là cách xử lý đấy. Ngộ không đập xuống thì tạo thêm phân thân rồi. Là yên tâm rồi đấy. Còn 57 giây giết nốt hai con rồi xong. Shige chuẩn bị kết liễu tất cả mục tiêu rồi. Shige chém nào, kết liễu luôn nào. Không chết kìa. Vẫn còn chó sống thêm tí. Nói chung tạm thời vẫn ổn đúng không? Vẫn đang 3 sao đều. Tiếp tục đến cửa số 7 nhé. Shige tấn công trước nè. Giờ có phân thân rồi không sợ đâu. Con đầu tiên chết sẽ tạo ra phân thân nên không sợ. Bèo gây sát thương đối tiếp xuống. Ngồi hôn chuẩn bị đập chết thêm một con nữa tạo thêm phân thân nữa. Càng nhiều phân thân càng tốt. Nếu cản được sát thương của địch. Cô gái Trung Hoa kết liễu hàng trước rồi. Orochi tấn công rồi. Tiếp tục phân thân, tiếp tục lại hứng chọn hiệu ứng sát thương lan. Mà phân thân lại không cùng hàng con tướng mình đang đứng nên không sợ. Ok win, nhưng còn nhanh hơn cả trận trước.
Tiếp tục đến cửa số 8 nhé, sắp xong rồi. CK nhanh chóng kết liễu nào. Cứ tạo phân thân thành công là xong. Orochi tấn công liên tiếp. À phát này đánh nhanh quá, mình chưa kịp tạo phân thân. Hay phân thân mình ngỏm sớm rồi. Có cái phân thân ngộ không đâu nhỉ. Xóa nhưng bất lợi, xóa. Xóa nhanh, không được to. Cô gái Trung Hoa kết liễu hàng trước đi. Bắt đầu địch đánh khỏe hơn rồi đấy. Ngộ không đập xuống. Ồ con này bất tử nữa à. Tôi chết bỏ mẹ, phát này nguy rồi. Phát này đau quá. Không sao, vẫn sống. Xoáy ứng nào. Go xa búc khiên cho yên tâm rồi. Búc cái khiên miễn dịch đến phòng bất chắc. Còn 54 giây vẫn còn thời gian để giết. Đầu địch cái trâu dần đấy rồi. Shige kết liễu địch không? Shige. Còn khiên miễn dịch thì mình không sợ lắm. Vẫn chưa chết. Orochi chết rồi. Vẫn còn Mikene. Con Bell tấn công trước đi. Ok, mình đang có khiên miễn dịch nhưng không sợ lắm. Bè tấn công tiếp. Bắt đầu đủ sức làm chết tướng mình rồi đấy. Nhưng nói chung về cơ bản vẫn sẽ win thôi. Bắt đầu đây nó lại thêm gì đây? Gán phát tán sát thương, giảm đép 3 lần và dấu ấn tận thế đối thủ. Na ná cái trước à? Không, có thêm cái dòng dưới. Phát tán sát thương sẽ không bị gỡ bỏ trong trường hợp là phát tán sát thương địa ngục 3 lần. Vẻ nghe có vẻ nguy hiểm hơn tí xíu nhỉ. Thôi cứ đánh thử xem sao. Nghe miêu tả vẻ nguy hiểm hơn cái trước. Thường thì hai cửa cuối sẽ khó hơn. Và đây nó cho thành 5 quyển sách hiệu triệu. Đánh thử đi rồi tự xem tình hình thực tế rồi tùy cơ ứng biến thôi. Shige tấn công trước đi. Cũng thêm cái hiệu ứng màu tím hiệu ứng không thể xóa bỏ này. Đây là da mình vẫn dính đòn bình thường. Cô gái Trung Hoa tấn công này. Nếu không thể tránh được ta sẽ kết liễu địch trước khi kịp ra đòn. Mikene cân bằng máu xóa bất lợi này. Nó cái hiệu ứng sắp tương lan nó là này, hiệu ứng màu tím nhé. Là hiệu ứng không xóa được. Gosa búp kiên lên. Nó chơi quả hiệu ứng tím là cũng hơi bị gắt đấy. Bây giờ nhiều khi cái phân thân ngộ không vẫn tốt nhất. Phân thân ngộ không để không dính là tốt nhất. Ngộ không đập xuống nhanh chóng tạo phân thân tiếp này. Chứ không để nó dính lên người là nguy hiểm lắm. Cái màu đỏ thì xóa được nhưng mà cái màu tím là không xóa được đấy. Nó khó hơn chỗ đấy. Nên là quá giữ cái phân thân ngộ không này. Orochi tấn công này. Shige cái liễu thiện con à. Cô gái Trung Hoa cái liễu nốt địch à. Vẫn chưa chết còn kia đánh thường là chết đấy mà. Nói chung nó nguy hiểm hơn vì hiệu ứng nó không xóa được nhé. Nhưng mà nói chung mình được phép sai số chết hàng trước mà nên nó cũng thoải mái đấy. Nhận thêm 5 quyển sách đến cửa số 10, cửa khó nhất nhé.
Vô xa bút khiên à? Liệu cái khiên có tránh được hiệu ứng tím không? Vẫn dính hiệu ứng tím bình thường nhé. Như vậy cái phân thân Ngộ Không vẫn là số 1 nhé. Nó vẫn gắn lên được bình thường. Shige chém nhanh con đi. Cửa khó hơn nó cho con Orochi đây có ngọc tím nhé. Nên nó trâu hơn rất là nhiều. Đánh đau đấy. Bơm máu khẩn cấp mà bơm máu đây. Đã có khi bất tử không chết được đâu. Bơm máu đây nào. Orochi tấn công phản công nào. Ngộ Không tạo phân thân sớm đi. Cái phân thân Ngộ Không bây giờ là cái ngon nhất. Tại vì phân thân Ngộ Không nó không nó sẽ cản bớt hiệu rất nhiều. Tăng tốc độ ấy nè. Thôi nhanh chóng giết chết địch đi không nguy hiểm nào. Nhớ chơi quả hiệu ứng tím vẫn xuyên qua được cả kiên miễn dịch là nguy hiểm nào. Cô gái Trung Hoa cái liễu địch nhanh nè. Gồ xa đến mất tác dụng. Cái phân thân Ngộ Không là ngon rồi. Shige chém nhanh địch đi. Cái hiệu ứng tím là nguy hiểm lắm. Cho Karata bơm thêm máu lên tí đi. À, Ariel ấy nhỉ? Này bơm thêm máu lên. Địch sắp chết rồi mà. Orochi cái liễu địch đi à. Sát thương đối tiếp nào. Cùng lắm là chết hàng trước nhé. Chết là hy sinh hàng trước. Để tập trung kết liễu địch cho sớm ấy. Ngộ Không kết liễu thêm con rồi. À hàng trước chắc chưa hy sinh đâu. Thắng luôn rồi. Cùng lắm đen lắm thì mình chết hàng trước. Tại vì vẫn giữ được nửa số đồng minh còn sống rồi. Rồi ok như vậy là hoàn thành xong 10 cửa của chương số 4 nhé. Phần thưởng đây cho cái mảnh chọn tướng này. Thực ra mấy con này chả dùng con nào cả. Nên chọn bừa con thôi. Con nào chưa mắc cộng 30 thì mình chọn. Mà hầu như con nào cũng gần như là sẽ mắc được. Ví dụ chọn cho mấy con này đây thì cái con này con Chi Chi thì có vẻ con mới nhất thì chọn. Cho những con 2 sao nó một những con ra sau thì chọn nó trước. Thì thường cái mảnh nó sẽ ít. Thì thật ra mình cũng không dùng mấy con này lắm. Còn nó vẫn có thể dùng cho một team nào đó nhưng không phải là team mình đang dùng. Rồi ok bây giờ ra như thông lệ ta lại ra gacha một chút xíu nhỉ. Thực ra cái cửa vừa rồi ấy, ngoài phân thân Ngộ Không ra mình hoàn toàn thể sử dụng cái con Zhaogun này. Thì con này có thể nó sẽ phong ấn cái con đầu tiên ấy. Thì có thể giúp mình tránh hiệu ứng bất lợi đấy cũng được. Nhưng mà tuy nhiên thôi trường hợp vừa rồi thì win rồi nên thôi. Như vậy mình có thêm 40 cuốn sách nhé. Mình tiếp tục đi gacha tiếp. Phát đầu tiên có đá kỹ năng này mình đang hy vọng ra đá kỹ năng cam. Liệu có ra đá cam không? Ôi màu trắng là thất bại rồi. Con này tối thiểu là màu xanh. Xanh tím hoặc là cam chứ còn màu trắng là đen rồi. Tiếp tục hiệu triệu tiếp nào. Màu tím là cũng nhọ rồi. Con này phải ra cái màu cam hoặc là màu lấp lánh thì mới ra được đá kỹ năng với thẻ tướng. Giờ mấy con này những con mình không cần thiết lắm. Tiếp tục nào. Có đá kỹ năng tiếp này. Chả lẽ quay mãi lại không ra được viên đá kỹ năng. Một viên. Màu gì đây? Lại màu trắng. vẫn chưa ra viên mình cần nhé. 10 vé cuối cùng ngày hôm nay nào. Thôi phát này thẻ trắng là đen rồi. Nói chung là vẫn chưa kiếm được cái gì nhé. Mới gọi cho là gacha khá nhiều thì vẫn chưa ăn thua. Vẫn thất bại nhỉ, vẫn thất bại, chưa kiếm được viên đá cao. Tỷ lệ ra đá chát quá. Kiếm tướng thì nhanh nhưng kiếm đá thì chát quá. Vẫn chưa kiếm được. Rồi ok nha, như vậy mình lại phải kết thúc video ở đây thôi. Đánh công thành chiến thì vẫn thành công nhưng mà tuy nhiên là cái việc đi kiếm viên đá kỹ năng của tướng thì vẫn đang thất bại. Và thôi tạm thời mình kết thúc video ở đây. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.